chào cả nhà. Hôm nay mình gạo trà mưa cho nó mát xíu, vòng vòng trải nghiệm Round River. Chạy nhiều rồi nhưng mà nhiều khi lâu lâu quay cho vui chứ để lâu quá mình không quay lên cho các bạn là buồn. Âm thanh cực kỳ hay. Chơi thôi chứ thật ra là không có cái gì khác. Mình chủ yếu là về xe thôi. Nhìn phong cách xe thì bạn mà muốn coi được người làm xe thì cứ subscribe mình, đăng ký mình đó. Thì mình khi mình up lên thì các bạn nhận được cái tin nhắn của bên Gmail hoặc là YouTube nhắn cho các bạn. Có thể các bạn lên coi những clip mới nhất. Mình sẽ trải nghiệm những cái xe con cấp thôi, chứ còn những cái xe bình thường thì các bạn đã biết rồi. Bình thường thì coi như là không có gì đặc sắc nên không dám giới thiệu. Mình giới thiệu cho các bạn là những xe gọi là sang sang xíu. Thì thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là giá trị nó rất lớn. Thì rất lớn rồi để nó có những cái nội thất hay là cái gì đó nó khác biệt, nó đẹp, cho nên mình mới dám giới thiệu cho các bạn thôi. Chứ còn xe thường thường nhiều khi các bạn đi cũng đã đi cũng đã thấy rồi, nhưng mà lâu lâu mình quay mấy cái đích vớ vẩn gì á cho các bạn dành chơi thôi nha. Đừng có quăng gạch chân đá gì nha, chủ yếu là vui thôi. Land Rover Super Chạc 5 chấm. Xe dòng xe này thì nó có tới mấy dòng, mấy phân khúc lượng, máy xăng, máy dầu, mà mấy cái xe mấy có phân khối nhỏ hơn nữa. Này 5 chấm, có xe 3 chấm mấy, 3.6, 3.5 gì quên rồi. Trời mưa kẹt xe mà thấy không? Đường Việt Nam mình thì mua xe lớn chứ không phải lớn chạm được, nhưng mà được cái là lâu lâu mình tăng tốc này kia nó nhanh thôi, chứ còn mình nói về mà đi tốc độ cao thì không đi được, chỉ có cao tốc cũng chạy lên mai thôi. Còn là vượt mặt người ta thì xe mình nó phân khối lớn mình vượt nhanh thôi, nó hay là chỗ đó thôi. Với lại đi phân khối lớn thì được cái sướng máy nó mạnh. For all the girls that got dick from Kanye West, if you see him in the streets, give him Kanye's best. Why? Xe này bà, xe này á là bán thường thôi, không dài như bán thường, vì nó 5 chỗ chứ không phải 4 chỗ, tay bằng giòn ấy, phía sau nè, nó ở bằng sau rồi nó được trang bị là tới 3 ghế, thật ra là gọi là 5 chỗ. Còn xe bản 4 chỗ thì nó cao cấp hơn, nó có massage, nó có cái bàn, đó. Khác biệt nhau chỗ đó. Còn giờ phía sau thấy không? Nó đâu có con ngựa hay sao đâu. Rồi lâu lâu lắm mới gặp mấy con này lên đây làm clip cho các bạn coi chơi. Màu kem, màu thất màu đen với màu kem nhìn nó đẹp sang trọng. Đây con xe này cũng có nhiều màu sắc khác nhau đó, màu da bò, màu kem, màu đen.
nhiều màu lắm bạn, cũng khoảng 3-4 màu gì đó. Màu da mà da màu đỏ đỏ nữa. Nhưng mà thực chất mình thích thì là nó màu da. Chứ màu kem thì nó hơi dơ xíu. Nhìn là thấy mình thích. Thật ra là mình làm clip về cho những người mình cũng đam mê giống mình đó. Thích những cái xe, thích cái xe hơi, thích được ngồi ở trong, thích được chạy à, thì mình chạy được thì mình chia sẻ lại cho những bạn nào mà chưa chạy có thể ngắm được, để mình biết thôi. Con mắt mình nhìn đâu có tốn tiền đâu, cho nên mình cứ thấy cái gì đẹp lạ mình cứ nhìn thoải mái để mình biết được hơn. Như như mình đi học cũng vậy, học đâu có lỗ đâu, học hỏi không bao giờ lỗ hết. Cho nên là mình cứ quay clip về cho các bạn nào mà thích học hỏi, thích nhìn những vẻ đẹp của xe và những cái gì mà đặc sắc như cái Việt Nam này. Xe hơi gọi là xứ xa xỉ Việt Nam rồi, xe mấy xe sang này là xỉ thiệt. Cho nên là cứ quay vậy thôi, anh em nào thích thì mình cứ xem cho vui. Thiệt, nói chung là cái xe hơi ở Việt Nam này nó không có thiệt nha, hầu như ai cũng thích. Tại sao? Giống như bây giờ nè, bạn có cái câu đó không? Mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Mà thấy không, mưa là người giàu đi có bao giờ tới đầu đâu. Tức là rất là sướng. Công nhận Việt Nam mình được xe hơi nhu cầu nhiều. Tại vì xứ mình chỉ có nắng với mưa thôi, chứ không có